Galileo Galilei, người mang sứ mệnh cứu rỗi tri thức nhân loại. Galileo Galilei là nhà toán học, vật lý học và là nhà thiên văn học có tầm ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 17. Ông đã đóng góp cho nhân loại những phát minh, phát hiện vĩ đại, thậm chí xoay chuyển những kiến thức sai lầm mà nhân loại vẫn luôn cho là đúng trong hàng nghìn năm. Ông là một trong những người quan trọng nhất trong lịch sử khoa học thế giới. Albert Einstein đã gọi ông là cha đẻ của khoa học hiện đại. Những nỗ lực của ông đã mở ra một trang mới cho nền khoa học nhân loại và mở đường cho các nhà thiên văn học trong tương lai. Có thể nói, Galileo Galilei là nhà thiên văn học vĩ đại nhất mọi thời đại. Vậy Galileo Galilei đã trở thành tượng đài vĩ đại như thế nào? Hãy cùng ứng dụng 1000 bài học danh nhân tìm hiểu nhé! Tài năng không chỉ trong lĩnh vực khoa học. Là một người có hiểu biết sâu rộng trong hầu hết các lĩnh vực khoa học, nhưng không giống như những nhà khoa học vĩ đại khác, Galileo không theo đuổi khoa học ngay từ đầu. Ít người biết rằng cha của Galileo Galilei, ông Vincenzo, là một nhạc sĩ và là nhà soạn nhạc tài ba. Do đó, Galileo đã sớm nổi tiếng với kỹ năng chơi đàn nguyệt xuất sắc. Đối với âm nhạc, Galileo tiếp thu những điều cha dạy rất nhanh. Trước năm 17 tuổi, ông đã trở thành một tay chơi đàn nguyệt điêu luyện. Hơn nữa, không chỉ chơi đàn hay, Galileo còn thông thạo nhiều ngôn ngữ. Ông có sở thích vẽ vời và rất hay sáng tạo ra những đồ chơi mới. Điều này thật đáng ngạc nhiên bởi một người giỏi nghệ thuật như vậy lại sở hữu tài năng ở cả trong lĩnh vực khô khan như toán học và vật lý. Sự kiệt xuất không tự nhiên mà có, nó là kết quả của quá trình học hỏi không ngừng dù bạn có thông minh đến đâu. Tài năng của Galileo không đến từ sự lười biếng mà nó là kết quả của bản tính cần cù và ham học hỏi. Người ta kể rằng từ khi còn nhỏ, Galileo đã luôn chăm chỉ và sáng tạo trong việc tiếp thu kiến thức. Ông sẵn sàng và chịu khó tìm ra mọi cách để lý giải cho những hiện tượng mà ông quan tâm. Galileo dường như có thể làm được mọi thứ chỉ cần ông được học. Nếu nói Galileo có thể giỏi trong bất kỳ lĩnh vực nào, điều này cũng không sai. Ông có khát khao mãnh liệt với tri thức, bất kể toán học, vật lý, thiên văn hay âm nhạc. Kể cả khi không có ai chỉ dạy, Galileo vẫn có thể tự mình khám phá ra những điều ông muốn biết. Câu nói nổi tiếng của ông, mọi sự thật đều dễ hiểu một khi chúng được khám phá. Vấn đề là bạn có phát hiện ra chúng hay không? Nỗ lực không ngừng của Galileo chính là thứ khiến ông khác biệt hơn những thiên tài khác. Galileo chỉ dừng lại một khi ông tìm ra đáp án. Trước lúc đó, không ai có thể ngăn cản ông cống hiến cho trí tò mò. Đam mê tạo ra tâm huyết. Khoa học đến với Galileo tình cờ như trái táo của Newton trong định luật hấp dẫn vậy. Trước đó, được cha định hướng theo ngành y, Galileo quyết định theo lời cha nhập học tại trường đại học Pisa. Thế nhưng, bởi không có bất cứ hứng thú gì với ngành học này, ông đã nghĩ đến chuyện từ bỏ. Dù còn rất trẻ, nhưng Galileo muốn trở thành tu sĩ. May mắn thay, cuối cùng, Galileo cũng tìm thấy niềm đam mê mãnh liệt với khoa học. Và chính đam mê này đã tiếp thêm động lực cho Galileo khám phá ra nhiều tri thức mới. Từ một người không hứng thú gì với trường lớp, Galileo lại một lần nữa tìm thấy khát khao học hỏi. Dựa vào những kiến thức được tiếp thu, ông phát hiện ra nguyên lý con lắc và đề xuất khái niệm về đồng hồ quả lắc khi vẫn còn là sinh viên Đại học Pisa. Cũng trong thời gian đó, Galileo phát hiện ra một tri thức đã bị cả thế giới hiểu lầm. Phát hiện này không những khiến ông trở nên nổi tiếng mà còn thay đổi cái nhìn của các nhà khoa học thời xưa đối với khoa học. Đó là tuyên bố của nhà triết học Hy Lạp vĩ đại Aristo về tốc độ rơi của vật phụ thuộc vào trọng lượng. Vật nhẹ sẽ rơi chậm hơn, còn một vật nặng sẽ rơi nhanh hơn. Là một người luôn đi tìm chân lý, Galileo đã chứng minh điều ngược lại. Tất cả các vật thể, bất kể trọng lượng của chúng, đều rơi với tốc độ như nhau trong chân không. Khi nhiều người còn nghi ngờ về khám phá này, ông đã chứng minh điều đó bằng cách thả các vật thể có mật độ khác nhau xuống từ cùng một độ cao trên đỉnh ngọn tháp nghiêng Pisa. Và thí nghiệm này cho đến bây giờ vẫn được coi là thí nghiệm nổi tiếng nhất đối với toàn thể loài người. Đáng nói hơn, Galileo không phải là người đầu tiên nhận ra lỗi sai của Aristo, nhưng ông chính là người đầu tiên và duy nhất quyết tâm thực hiện thí nghiệm để chứng minh điều đó. Khác biệt không đồng nghĩa với thua cuộc.
Ngoài phát hiện gây sốc kể trên, Galileo còn có những đóng góp vô cùng to lớn đối với ngành thiên văn học. Galileo có công cải tiến chiếc kính viễn vọng với khả năng phóng đại 3 lần, trở thành chiếc kính phóng đại gấp 30 lần. Với phát minh mới của mình, ông đã nghiên cứu được mặt trăng, xác minh sự tồn tại của 4 mặt trăng thuộc sao Mộc, quan sát một siêu tân tinh và phát hiện ra các vết đen. Trong số những phát hiện này, phát hiện nổi tiếng nhất của Galileo là việc ông cung cấp bằng chứng cho thuyết nhật tâm của Copernicus rằng trái đất quay quanh mặt trời. Mặc cho nhận định này vốn đã bị tòa án dị giáo tuyên bố là dị giáo, Galileo vẫn tiếp tục viết về nó bất chấp sự phản đối của giáo hội công giáo, nơi đã cấm và đốt sách của ông. Thậm chí, khi Galileo buộc phải công khai từ bỏ niềm tin của mình, khi ông phải ký vào bản tuyên bố đã chuẩn bị sẵn với nội dung rằng trái đất đứng yên, ông vẫn lẩm bẩm, dù sao trái đất vẫn quay. Khi Galileo trải qua 9 năm cuối đời bị quản thúc và giam cầm tại Florence, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu vật lý và thiên văn học cho đến khi không còn khả năng nghiên cứu. Mãi cho đến năm 1992, giáo hội công giáo mới chính thức thừa nhận rằng quan điểm của Galileo về hệ mặt trời là đúng. Ngoài vật lý và thiên văn học, Galileo còn có nhiều đóng góp đáng kể cho sự tiến bộ của tư tưởng nhân loại, đặc biệt là phương pháp luận của khoa học. Ông gần như là người đầu tiên thực sự tiếp cận khoa học và kiểm tra lý thuyết bằng các thí nghiệm thực tế, trong khi các nhà khoa học khác không bao giờ làm việc này. Galileo đã phát triển một cách hiệu quả thứ mà chúng ta ngày nay gọi là phương pháp khoa học của thử nghiệm. Trong phương pháp của ông, việc sử dụng các thí nghiệm không chỉ để chứng minh những hiểu biết là kết quả của lý thuyết khoa học trước đó, mà còn cung cấp cơ sở cho các lý thuyết có những hiểu biết trước khi thực nghiệm. Có thể nói, Galileo xứng đáng được tôn vinh là nhà khoa học dũng cảm nhất mọi thời đại. Ông dám đi ngược lại dư luận khắt khe để chứng minh những điều đúng đắn. Dù cho cuối cùng phải chịu nỗi oan khuất kéo dài 300 năm, nhưng đối với chúng ta, Galileo đã chiến thắng. Galileo đã cho thấy một chân lý, đó là không phải khác biệt sẽ luôn đồng nghĩa với thua cuộc. Phát hiện thêm các tri thức mới, nhận ra những tuyên bố sai lầm, cố gắng để chứng minh những sai lầm đó và tìm ra chân lý đúng đắn nhất. Có thể nói, Galileo Galilei sinh ra là để bổ sung và hoàn thiện vốn tri thức nhân loại. Ông đã dành phần lớn thời gian và sức lực của mình để nghiên cứu quỹ đạo của các vệ tinh trong hệ mặt trời và cống hiến hết mình cho tri thức. Dù biết rằng phát kiến của ông có thể khiến ông gặp rắc rối lớn, thế nhưng Galileo đã lựa chọn dũng cảm theo đuổi sự thật. Chúng ta thực sự phải cảm ơn Galileo vì sự cống hiến hết mình và lòng dũng cảm vĩ đại của ông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu cảm thấy hữu ích, đừng quên đánh giá sau và viết nhận xét cho ứng dụng 1000 bài học danh nhân trên App Store và CH Play, giúp chúng mình có thêm động lực tạo ra nhiều bài viết thú vị và bổ ích mới nhé. Các bạn đừng quên một thông tin rất quen thuộc. Bài của chúng ta tuần nào cũng được lên mới tại kênh YouTube 1000 bài học danh nhân. Để xem thì cũng dễ lắm. Vào YouTube gõ từ khóa 1000 bài học danh nhân xem video đầu tiên mới nhất các bạn nhé. Và cũng đừng quên ấn đăng ký, ấn vào chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ kiến thức thú vị nào nha. Ứng dụng 1000 bài học danh nhân, các bài học thú vị và câu chuyện đặc sắc nhất từ các danh nhân. Khuyến mại đặc biệt, giảm giá 50% và nhận quà tặng lên tới 3 triệu đồng duy nhất hôm nay. Để nhận ưu đãi, hãy truy cập ngay 1000baihocdanhnhan.com/khuyến mại. 1000 bài học danh nhân, ứng dụng đặc sắc nhất về cuộc đời các vĩ nhân thế giới. Họ là những con người đã làm rung chuyển cả thế giới. Họ đưa loài người chúng ta tiến bước. Họ dẫn dắt các cuộc cách mạng, sáng tạo ra những phát minh. Cuộc đời của họ vừa hấp dẫn khiến chúng ta mê say, vừa để lại vô vàn bài học quý giá. Với lòng ngưỡng mộ và kính trọng sâu sắc tới các bậc vĩ nhân, với khát khao học hỏi, chúng tôi đã thực hiện hành trình dày công nghiên cứu và chọn lọc những bài học đặc sắc nhất từ 1000 danh nhân xuất chúng nhất trong 20 lĩnh vực khác nhau trong lịch sử nhân loại, từ cổ đại tới hiện đại, từ Đông sang Tây, chia thành 100 chủ đề khác nhau. Đồng hành cùng ứng dụng 1000 bài học danh nhân, bạn sẽ được gặp từ các nhà khoa học lỗi lạc như Einstein, Newton, đến các doanh nhân xuất chúng như Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, từ các chính trị gia xuất sắc như Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, đến các chiến tướng đại tài như Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, từ các nhà họa sĩ tài danh như Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, đến các nhà phát minh vĩ đại như Thomas Edison, Nikola Tesla. Bạn sẽ cùng trò chuyện với họ, lắng nghe cuộc đời họ, bạn sẽ tràn đầy cảm hứng,
học hỏi nhiều điều từ họ và tốt hơn lên mỗi ngày. Ứng dụng 1.000 bài học danh nhân sẽ kể những câu chuyện và những bài học tinh túy được chắt lọc từ cuộc đời của các danh nhân tầm cỡ nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là những kiến thức và sự kiện được chúng tôi tham khảo từ vô vàn cuốn sách và những bộ tư liệu lịch sử. Ứng dụng sẽ đi thẳng vào những bài học cốt lõi từ những vĩ nhân bậc nhất, chuyển hóa thành các chuyên đề thật cô đọng, ngắn gọn để giúp bạn có thể nhanh chóng nắm được cốt lõi và rút ra được những điều quý giá. Ngôn ngữ kể chuyện gần gũi, giọng đọc truyền cảm, có hồn, các bài học ngắn gọn, sâu sắc, đầy cảm hứng. Sau khi học xong một chủ đề, bạn có thể chọn album, nghe đi nghe lại nhiều lần để nghiền ngẫm, ngấm kiến thức, để hình mẫu của các danh nhân đi vào trong tiềm thức và thành những lời khuyên, lời động viên theo bạn hàng ngày. Bạn có thể học và nghe mọi lúc mọi nơi tại website 1000baihocdanhnhan.com hoặc qua ứng dụng điện thoại trên App Store hoặc Google Play. Nếu bạn thực sự say mê những con người vĩ đại và những bài học vĩ đại, nếu bạn muốn lấp đầy quãng thời gian chết của mình bằng điều gì đó thật sự quý giá, nếu bạn không có điều kiện đầu tư hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho các khóa học kỹ năng, nếu bạn muốn suy nghĩ như những con người hạng nhất, nếu bạn quan tâm đến những gì cốt lõi và tinh túy nhất, hãy sử dụng ứng dụng 1.000 bài học danh nhân. Con đường vươn lên trong cuộc đời của bạn sẽ bắt đầu từ việc trò chuyện và học hỏi từ những con người đã làm nên thế giới này. Hãy sử dụng ứng dụng hàng ngày và học tập những con người đã làm nên lịch sử. Hãy coi mỗi ngày bạn tiến bộ là một ngày thành công. Hãy bước theo dấu chân của những người vĩ đại, bởi nó sẽ giúp ta trưởng thành hơn mỗi ngày.